Đây quý vị, đây là những cái cặp mà nhung hưu anh Thắng anh đã cắt rồi này. Cái này là mới cắt cắt xong thì mình bảo quản đông đá đúng không anh? Dạ, mình bảo quản ngăn đông thôi anh. Sau khi mà có sau khi mà khách mua thì anh sẽ ship tận nơi nha quý vị. Đây này. Đó. Cho anh đẹp trai này mong kiểu đó em. Này 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 cho em này. Quý vị và các bạn thân mến, như tập trước thì Kim đã chia sẻ với quý vị cái chợ quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh rồi. Thì mình về quê thì mình cũng mong muốn là mang đến cho quý vị những cái tập phim nó mới mẻ hơn và những cái món ăn ẩm thực của ở quê. Đặc biệt là ở về Hương Sơn, Hà Tĩnh thì có những cái món đặc sản như là kẹo cua đơ này. Hôm bữa thì Kim đã quay chia sẻ với quý vị cái món kẹo cua đơ và hôm nay là tập thứ 3. Thì chúng ta hãy cùng khám phá cái đặc sản đó là nhung hưu. Và chúng ta hãy cùng vào tham quan một cái trang trại nhung hưu, xem là người dân ở đây người ta nuôi hưu như thế nào và làm ra những cái sản phẩm nhung hưu như vậy thì nó có khó khăn gì không và vất vả như thế nào nha quý vị. Thì Kiên sẽ mới đưa quý vị đi tham quan một cái trang trại nhung hưu ở quê Hương Sơn, Hà Tĩnh nhé. Bây giờ Kiên sẽ mời quý vị hãy cùng theo chân Kiên, chúng ta hãy cùng vào tham quan một cái trang trại nhung hưu ở Hương Sơn, Hà Tĩnh nhá. Đây đây là cái con đường vào trang trại này, là cái con đường rất là đẹp ha quý vị ha. Hai bên là trồng cây cối này, đi vào trong kia là cái trang trại nhung hưu bên trong á. Rồi, mời quý vị hãy let's go. Đây, về quê thì hai bên là cánh đồng ha, cánh đồng trồng lúa. Không khí rất là mát mẻ, trong lành. Nay mình về đúng cái đợt là gọi là nó không có nóng lắm nha quý vị. Không có nóng lắm, không khí nó mát và nó rất là dịu thôi. Chứ bình thường các năm trước là mình về vào thời gian này á thì nó sẽ rất là nóng. Đấy, và đang vào mùa hè là rất là nóng. Đây quý vị thấy là ngô này quý vị, ngô phơi giữa đường này. Đấy. Đây quý vị, mình bắt đầu mình vào đây này, đây là trang trại của nhung hưu của anh này. Ờ em chào anh. Dạ. Rất vui được gặp anh. Dạ. Em là Thắng. À anh Thắng. Em chủ trang trại Hương Sơn Ngọc Linh. À. Hôm nay rất là tình cờ gặp được các anh ở đây. Và địa chỉ là thôn 8 Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Yeah. Hôm nay rất vui khi được thông tin là các anh từ ở xa về và về quê thăm gia đình. Yeah. Và có điều kiện để vào thăm trang trại Hương Sơn Ngọc Linh để cũng như là biết thêm cái kỹ thuật nuôi cũng như là một số cái nhung hưu cũng như là các sản phẩm từ hưu. Yeah. Để mình anh Thắng không biết là dẫn em đi tham quan trang trại của mình được không anh? Dạ được, rất dạ. Hân hạnh sẽ được đón dạ. Mọi người đấy. Em tên Kiên. Sẽ tham quan một vòng trang trại nhà mình. Dạ. Nói trang trại nhưng mà thực chất là cái giá trại và cái trại để nhà mình một số con hưu cũng làm kinh tế cho gia đình thôi. Dạ. Và phục vụ mọi người về sản phẩm bồi bổ sức khỏe cũng như là nguồn thực phẩm rất là chất lượng. Đấy. Ủa anh Thắng, nhà mình nuôi hưu được lâu chưa anh? Dạ, nhà mình nuôi từ thời ông bà để lại. À. Sau đó là bố mẹ mình nuôi. À. Và bây giờ là đến đời mình là đời thứ ba luôn. Yeah. Và các bạn thấy đấy, anh Kiên thấy đấy là hiện tại trong chuồng mình có khoảng tầm từ 50 đến 60 con hươu. Yeah. Là đây là một cơ sở thôi. Ừ. Còn mình có một số cơ sở ở Bình Phước. Yeah. Và ở Gia Lai. Oh. Cũng như là ở đây ngoài Bắc thì mình cũng có một cái ở Kim Đồng, Hưng Yên nữa. Yeah. Thì các bạn cũng như là mời các anh có thể là mình đi xem một vòng sơ. Đấy. Anh, em thắc mắc không biết là nuôi hưu này nó khó, có khó khăn không anh? Về cái công tác nuôi chăm sóc của nó khó. Thực sự thì để mà nói nuôi nghề nuôi hưu này ấy, thì nó cũng là tương đối là khó. Ừ. Nó không phải là khó như dê, nhưng mà nó cũng không không phải là dễ như trâu bò. Dạ. Đấy, nó là thức ăn tổng hợp giữa trâu bò và dê. À. Thì có nghĩa là nguồn thức ăn trâu bò nó cũng ăn và nó nguồn thức ăn của dê thì nó cũng ăn. Hưu này thì nó ăn cái gì anh? Ăn cỏ đúng không? Dạ, nó chủ yếu là nguồn thức ăn chủ yếu này là cỏ này. À, cái này là cỏ. Cỏ xạ nhá. Dạ. Cỏ xạ bên trong này. Các anh có thể thấy đây. Toàn bộ xung quanh vườn mình là cỏ xạ. Ồ, cái này là cũng là thức ăn cho hưu luôn hả anh? Cái này là bã đầu lạc. À. Đấy. Bã đầu lạc. Bã đầu lạc ép. Cái này là thức nguồn thức ăn cực kỳ tốt này. Dạ. Dầu, chất tinh dầu. Ừ. Ăn vào thì cái lóng lá của con hưu nó rất là bọng mượt. À. Nhưng mà cái lượng này lượng tinh dầu rất là nhiều nên mình cho ăn không quá nhiều. Dạ. Một ngày mình chỉ cho ăn được khoảng tầm một nắm thế này thôi. À. Nó không được ăn quá nhiều.
và thức ăn tinh. Cái này thuộc về thức ăn tinh. Yeah. Thì mình có thể là cho ăn rửa cái tinh bột dêu này. Ngô. Dạ. Yeah. Nguồn thức ăn chủ yếu là ngô, ngô và cái tinh bột dêu này. Yeah. Đấy là chủ được rồi. Còn thức ăn thô thì chủ yếu là cỏ. Thân cây chuối. Cỏ thì có hai loại, cỏ voi và cỏ sả. Yeah. Và cái thân cây chuối hột này là tốt nhất. À. Đó, thì chỉ có nguồn thức ăn chỉ có từng đấy thôi. Còn nếu như ở các địa phương khác thì có thêm cà rốt này, có thêm chuối hột, chuối quả đấy, chuối xanh loài ra đấy, thì mình có thể là bỏ thêm một quả chuối xanh nữa nhé. Nhưng mà thực tế là nói mình không cần quả cầu kỳ, nhưng làm sao để cho có hiệu quả đó mới quan trọng nhất. Vì nhà mình nuôi ở đấy, mình nuôi rất nhiều rồi, mình đã thử rất nhiều cái nguồn thức ăn khác nhau, nhưng mà hồi lại khi mình làm ra quá nhiều thức ăn thì mình gây ra cái hiện tượng là đảo lộn thức ăn, thì con hươu nó không thích nghi được cái nguồn thức ăn đó, thì nó lại không hiệu quả. Đấy, hiệu quả kinh tế khi mà mình nuôi hươu thì anh thấy là nó như nào anh nhỉ? Nó hiệu quả kinh tế thì nó hiện tại đấy, nếu mà xét về các động vật nuôi thì con hươu đang đứng đầu bảng. Nhưng mà nó để mà hiệu quả mà nói quá cao so với những các ngành nghề khác thì không có. Nhưng mà động vật nuôi này thì nó có thể mang cho các bạn một con hươu như thế này trung bình một năm là khoảng tầm 10 triệu trên một con. Đấy, ít nhất là nó phải, nếu mà nuôi hiệu quả bình thường thôi, nó đạt mức khoảng tầm 10 triệu trên một con. Thì đối với những người nông dân mà nuôi khoảng tầm 50 đến 60 con như mình, thì một năm ngoài cái việc mà mình lấy nhung hươu, thu mua nhung hươu hoặc là các sản phẩm thịt, thì hiện tại trong một năm mình cũng có thể thu nhập được khoảng tầm 500 đến 600 triệu, đó là chuyện bình thường của một năm. Đó là ngoài cái mình bán thêm các sản phẩm khác. Hươu này thì mình nuôi vậy nó có những cái bệnh tật gì không anh? Dạ, để có mình... Nếu mà xét về con hươu đấy, là động vật nhái lại và dạ dày bốn ngăn, nó cũng như trâu bò và dê, thì nó là thuộc động vật nhái lại, thì nó hầu như mắc các bệnh của con trâu, con bò, con dê. Nhưng mà đặc biệt con hươu nó không có bệnh lây nhiễm, hay như bệnh là bệnh lở mồm long móng này, hay là các bệnh nổi u xơ, nổi cục gì đấy, là con hươu là nó không bị và nó không có cái lây nhiễm đấy. Đây là những con hươu đực đế, người ta gọi là đực đế. Nếu mình thò tay vào đấy thì nó có thể là mùa này mùa đồng dục của nó đấy, nó hung dữ, nó sẽ đánh chúng tay mình nhá. Đấy, những con hươu nào lông càng đen và càng xấu lông như thế này, ngoài không phải là con già mà nó là sắp chuyển vào cái mùa để lên nhúng trại vụ. Nếu như mình nuôi tốt đấy thì nó chuyển qua cái mùa lên nhúng trại vụ đó anh kia. Đấy, cái này một năm thì được nó ra bao nhiêu cặp nhung anh? Một năm nếu như người nuôi bình thường, người nuôi mà nuôi bình thường đấy thì nó có thể ra một đến hai, một lần lên chỉ, một lần lên chẹt. Còn những người nuôi chăm sóc tốt hơn và biết cách nguồn thức ăn của nó cung cấp đầy đủ chất tinh và nguồn thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho nó ấy, thì nó có thể cho ra một năm hai lần. Đấy, hai lần nhúng đều lên chỉ cả, thì lượng cái trọng lượng nhúng nó sẽ đạt hơn. Có thể là một con trung bình này nó đạt khoảng tầm từ 6-8 lượng đến một cân nhúng, thì có thể nó đạt từng gấp đôi, có thể là một kg hai, một kg rưỡi, hai kg. Là một cặp là khoảng 1 kg 2 kg hay sao? Không, một cặp 1 kg đến 2 kg đó là những con xuất sắc. Còn những con trung bình thế này nó chỉ đạt khoảng tầm từ 6 đến 8 lượng một con nhé. Dạ. Thôi mình lên đây. Dạ. Đây, mời các anh vào đây. Đây là cái chuồng trại nhà mình tự thiết kế và tự làm. Đấy, phía trên thì mình có thể lợp mùa hè đấy, cái mái bên này nó nặng hơn anh kia này. Dạ. Thì em lợp thêm bê tông chộp, còn cái mái bên này nó chỉ buổi sáng thôi. Dạ. Thì mình không cần thiết. Mình làm sao vừa làm vừa tiết kiệm anh kia ạ. Đúng rồi. Đây. Còn cái chuồng trại này một cái ô nhỏ, một cái quy mô nhỏ thế này. Diện tích đấy thì hiện tại khoảng tầm là khoảng tầm 250 đến 300 mét vuông. Nếu như mình tận dụng được hết thì ở đây em nuôi được khoảng tầm 35 con. Đây là một chuồng đấy nhà mình. Còn đâu này thì có một chuồng nữa thì các anh chị nữa sẽ tham quan tiếp nhé. Dạ. Dạ. Đấy. Đây cái hệ thống anh nuôi em thấy là nó thoáng mát ha. Dạ. Thoáng mát nó nhìn không thì nó thấp, nhìn thì nó thấp nhưng mà hầu hết là mấy hệ thống mở. Đấy, chỉ có mùa đông mình mới tận hết bạt lại, giống như cái tấm bạt này. Thì mùa đông thì em sẽ tận bạt lại hết đấy. Để cho làm sao mà nó giữ được kiểu mùa đông mà thoáng mát về mùa hè. Dạ. Đấy. Ôi, đây con hươu con hả? Dạ, đấy, đây là hươu con mới sinh được khoảng tầm 5 ngày đấy anh. Ồ. Đấy. Vậy một năm vậy con hươu cái nó sinh được mấy lứa anh? Dạ, một năm nó sinh được một lứa thôi. À, một lứa. Một lần mang bầu như thế này là 7 tháng nhá. Thì ví dụ như người nuôi nhanh được thì khoảng tầm 11 tháng đến 11 tháng đấy. Thì nó lại mang bầu lại tiếp. Thì nó vẫn có thể là chú thể nó vẫn là nó phải 11 tháng là nó sinh một con. Dạ. Đấy. Còn đây là hệ thống nuôi hươu để mình cho phối giống vào mùa này đấy. À, đây là đang mình đang phối giống lúc này đúng không? Cái con hươu nào mà đã sinh sản xong. À, đây này, con này. Đây, con hươu mà đã sinh sản xong đấy. À. Và mang và là mình tách con, mình bán con, bán giống. Mình tách con ra riêng. Sau khoảng tầm 3-4 tháng gì đấy
thì mình bắt đầu là mình lại cho vào đấy để phổi rộng. Đấy, cái chuông phổi rộng là mình phải làm tương đối rộng rãi. Đấy, thì đấy là một cái đàn cái và đàn một cái con, một hai con đực khá rộng. Trong lượng nhúng nó khá đạt, xuất sắc một tí. Thì mình lấy những cái con giống đời sau của nó là tương đối xuất sắc. Đấy, thì mình tránh cái trường hợp là mình cho phổi những con hoặc là những con mè của nó để nó bị trung ghen thì nguồn chất lượng giống nó kém và người ta bán sẽ phải cái giá thấp hơn nhiều so với cái giá của mình mà mình chăn nuôi ở đấy. Còn ở trên thị trường đấy thì các anh biết rồi, các anh kia chắc cũng đi tìm hiểu nhiều cái đơn vị cung cấp những hữu giống rồi. Thực ra nói để mà làm cái nghề hữu giống này ấy, thì mình cần rất cái nhiều cái kỹ năng và mình cần rất nhiều kinh nghiệm, chứ không phải là ngày một ngày hai là một hai năm mình chỉ cần đẩy nhánh quảng cáo lên là xong. Không phải, mình làm cái nghề hữu này là nó gắn liền với cái tâm của mình và gắn liền với cái nghề nghiệp của gia đình và mình đòi hỏi phải tìm hiểu kỹ, cho nên bây giờ mình mới nuôi được thế này, số lượng nhiều thế này và nó vẫn hạn chế được cái bệnh tật, không phải là không có, mình chỉ nói là hạn chế được thôi. Dạ, hạn chế nó vẫn có hao hụt. Dạ, con người mình đi khám bệnh thường xuyên, nó về nó còn con đúng rồi người mình nó ốm nữa này kia, hiu nó vậy thôi. Đấy, đây là cái trang trại này là nó khoảng bao nhiêu mét vuông anh? Dạ, ở đấy á thì nếu mà cái nguồn trong cỏ, nguồn đất trong cỏ đấy, cả tổng thể đấy thì mình có khoảng tầm 1,000 đến 2,000 mét vuông vuông gì đấy là là chuồng trại, còn lại là mình trồng cỏ hết. Thì nếu mà trồng cỏ ấy thì ở đấy mình khoảng tầm có vài ba mẫu đấy là mình trồng cỏ. Quan trọng là cái không gian mình trồng cỏ với thức ăn cho hơn. Còn diện tích ở một ô chuồng này này, như các anh nhìn thấy đây này, một ô chuồng này mình chỉ cần khoảng tầm 4 mét vuông thôi. Mình nuôi một con đực để là một con đực, còn con cái thì mình có thể nhốt chúng được với nhau. Ví dụ như khoảng diện tích ô khoảng tầm 30 mét vuông thì mình có thể nhốt được khoảng hơn chục con hươu cái với nhau thôi. Con hươu cái thì nó cũng tốn diện tích chuồng bao nhiêu, nhưng mà con hươu đực thì rất là tốn. Hay tách ra không là nó đánh nhau. Đúng rồi. Anh Kiên thì nhà anh thì ở Sài Gòn à? Em thì ở Sài Gòn, hiện tại định cư trong Sài Gòn nhưng mà hôm nay thì về quê ngoại chơi. Đấy, là muốn tìm hiểu những cái món ăn đặc sản ở quê cũng như là tìm hiểu thêm cái cách là ở quê mình bà con làm kinh tế như nào. Có những cái sản phẩm gì làm kinh tế nó đạt năng suất hiệu quả thì mình giới thiệu cho mọi người biết. Thế là anh em là vợ anh Kiên và em là cùng quê đó đấy. Thì anh quê anh Kiên em ở Thanh Hóa. Anh là định cư tại Sài Gòn. Và anh hiện tại đang làm nghề gì anh? Em thì hiện tại đang làm về bên marketing. Marketing quảng cáo. Có phải là cánh Sài Gòn Travel là cái cánh đúng rồi anh đang thực hiện trên đó phải không? Đúng rồi, cánh làm... đó thì em chia sẻ về ẩm thực đường phố cũng như là các cái món ăn đặc sản của Việt Nam mình. Thế thì hôm nay thì cũng như một sự tình cơ và cũng như là cái duyên thì rất vui gặp anh Kiên này cũng như là gia đình anh Kiên. Là lát nữa đấy thì có thể là ở lại với gia đình em cũng như là có thể là có một ngày em có một ít thịt hươu nhưng có thể là chế biến một vài món ăn nào đó. Anh em mình có thể ngồi lại với nhau. Rất là cảm ơn anh Thắng. Và có thể là cảm ơn chủ trẻ rất là nhiệt tình nha quý vị. Rồi mình có thể ngồi lại với nhau để thưởng thức xem thịt hươu nó thế nào. Và cũng có thể ít rượu nhúng hươu hay là cái gì nó có cắt hươu sau này. Mình có thể là cắt uống rượu chơi với nhau cho nó. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Thì em cũng muốn ví dụ như là mình vào đây mình vừa tham quan này, mình vừa gọi là tìm hiểu về cái cách anh nuôi hươu như nào. Đó thì mình mua một cái một ít quà về làm quà cũng như là mình sử dụng cho gia đình đấy. Và đặc biệt là được anh Thắng anh mời ở lại là thưởng thức cái món thịt hươu nhà nuôi đấy. Rồi cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Bây giờ là mình đi qua cái chuồng thứ hai ha. Chuồng thứ hai. Chuồng này là đầu này chủ yếu là chuồng hươu sinh sản. Thì là đầu này là đầu này là mình nuôi hươu để vừa sinh sản vừa lấy nhung. Còn bên này là sinh sản. Chủ yếu là sinh sản là nhiều hơn anh chị. Còn gió chứ vũ lượng nó quá nhiều mình bắt đi bắt lại nó cũng cực ấy. Cho nên là mình chia ra đúng không? Đây là kia băng rôn hồi tháng giêng cuối năm đấy. Đây tháng giêng cuối năm. Trang trại Hưu Sao Ngọc Linh. Thôn 8, Sơn Giang, Hưng Sơn, Hà Tĩnh. Đây là địa chỉ trang trại nhà em. Đấy, có số điện thoại luôn nha quý vị và đặc biệt là Facebook của anh. Với lại website. Đây quý vị nào mà có nhu cầu về nhung hươu á, đây là mình không phải quảng cáo nhưng mà quý vị có nhu cầu về nhung hươu thì quý vị có thể liên hệ nhờ anh Thắng anh tư vấn. Đấy. Rồi mình vào đây cái trang trại này đi ha. Cái bên này thì nuôi bao nhiêu con anh? Đầu này thì mình chỗ đầu này thì thường thường mình nuôi hươu bé nhiều hơn. Hươu bé nên là mình nuôi được khoảng từ khi này mình nuôi khoảng 20 con thôi. 20 con. Đấy. Đây là những con hươu đực chuẩn hơn để mình cho phổi giống nó đạt hơn. Những con hươu này mình đã vì sao mình phải tách riêng ra một đực một ít một đầu một ít con đực vì nó là để
cho nó không bị trung huyết ấy. Những con nằm biển nào là bị trung huyết ấy thì mình đã tách riêng ra rồi nhá. Dạ. Đấy. Thì đây. Đây là những cái con cái nó đẻ ra thì mình có thể là có phòng nhốt riêng đấy. Dạ. Dạ. Đấy. Mấy con đực em thấy là nó khoảng cũng khoảng 100 kg hay mấy chục ký không anh? Dạ, con đực này thì nó đạt trọng lượng khoảng tầm từ 70 đến 90 ký trên một con đực trưởng thành. Dạ. Nhá. Đấy. Ừ. Nhưng những con này là nó đang mọc trôi. À, đang mọc nhung này. Mông nhung. À, có nhung đấy, mông trôi đấy. Nhưng mà cái mùa chính vụ của nó ấy, nó đạt khoảng tầm từ tháng giêng đến tháng 2 là rồ mùa nhất. Yeah. Thì mọi người vào về mùa cắt lọc ấy, thì mọi người chỉ về cái mùa đó. Mùa tháng 1, tháng 2 ạ. Dạ, tháng 1, tháng 2, lịch tháng 5 đấy. Thì là cái chất lượng lọc nhung nó cũng đẹp hơn, nó mềm hơn. Và cái vi lượng thức ăn nó dồi dào hơn và khí hậu nó đẹp hơn. Mùa này thì nó chỉ mọc trôi, tức là mình cắt một lần thôi. Giờ lần này là người làm mọc trôi lại đấy. Thì cái trọng lượng nhung nó sẽ không bằng được cái mùa đầu. Dạ. Còn cái những cái mảng mà mình để ngổn ngang thế này ấy, là cái mảng này mình để dùng để ăn chất tinh bột. Đấy, để cho nó không bị rơi ra ngoài thì nó không bị lãng phí. Đấy, mình hoàn toàn động bằng gỗ này, cho nên mình thuê thợ mộc cũng đóng. Dạ. Đấy. Thôi. Còn đây này, con sau này là nguồn thức ăn. À, cỏ ngoài này đúng không? Dạ. Ngoài này là cái trồng cỏ. Mình tận dụng hết cái không gian trồng cỏ của nhà mình. Đây. Cái này là cái trồng cỏ ngoài này. Đây là trồng cỏ này, trồng sẵn này. Đấy. Và mọi cái mà nguồn thức ăn ở đây nhà mình tự nhiên hết đúng không anh? Là trong cái vườn này cái gì có là mình cho hương ăn được hết. À. Ví dụ như cây chuối mình cho ăn được, lá mít mình cho ăn được, quả mít mình cho ăn được đúng không? Cây sẵn này mình cho ăn được và củ sẵn mình cho ăn được. Cỏ này mình cho ăn được, kể cả lá bưởi mình cũng cho ăn được. À, còn hiu nó dễ đúng không? Anh thấy trong cái vườn em không có một cái cây tạp nào. Chủ yếu là cái cây thức ăn cho hiu không? Để thức ăn cho hiu. Yeah. Cái cỏ này là cỏ xạ, cái nguồn thức ăn này cực tốt và cái này lên cực nhanh này. Yeah. Cỏ này là cỏ xạ, cỏ này người ta dùng để trồng cái bò sữa ấy. Người ta gọi là cỏ mắm ba sa đấy. Thì cỏ này cái tốc độ nó lên nhanh là cái thứ nhất, cái thứ hai chịu hàn là cái thứ hai. Yeah. Và cái thứ ba nữa là cái chất dinh dưỡng nó tương đối là nhiều. Thì mình nếu mà như một người mà nuôi hươu mà muốn đầu tư vào nuôi hươu ấy, thì mình chỉ cần trồng cỏ xạ này, cỏ voi và cây chuối hột. Còn thức ăn tính chủ yếu là ngô và sắn là đã đạt một cái mô hình nuôi hiệu quả. Không cần phải cái nguồn thức ăn nào nó dài dòng, nó vắn từ gì hết. Và nó vẫn đạt hiệu quả cho nhà mình. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Vừa rồi thì em cũng đã tìm hiểu thêm được về cái cách mình nuôi hiu như thế nào, cực khổ hay sao. Và đặc biệt là được anh Thắng là mời những cái món ăn ở trong gọi là món ăn về hưu nha quý vị. Thì giờ chúng ta hãy cùng chờ đón xem anh Thắng chế biến như thế nào nhé. Quý vị, đây là những cái cặp mà nhung hươu anh Thắng anh đã cắt rồi này. Cái này là mới cắt cắt xong thì mình bảo quản đông đá đúng không anh? Dạ, mình bảo quản ngăn đông phải. Sau khi mà khách mua thì anh sẽ ship tận nơi nha quý vị. Đây này. Đó. Đây hươu đây bà ơi, nhung hươu này. Đó. Cái này là
Cái này một cặp nó cũng tùy từng cặp to nhỏ ha. Dạ. Cặp này thì cặp này là khoảng tầm 8-9 làng này. À. Cặp này khoảng 5-6 làng. À. Cặp này thì khoảng 3 làng. 3 làng. Đấy. Những cặp này là cặp nhúng mùa đầu đấy. Ừ, mùa đầu. Nó nhỏ hơn. Chất lượng. Giá mà đúng thằng. Dạ, ngoài này thì giờ hiện tại nó đạt khoảng 1.3, 1.4 đến 1 làng. À. Đấy. Cái này anh cắt xong anh bỏ đây cũng nhiều rồi quý vị này. À, dạ, nhiều rồi. Đấy. À. Loài nào cũng có hết, tùy theo cái chất lượng. Tùy theo chất lượng. Yeah. Đây quý vị. Nhung hưu, đặc sản Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cái này là mình ship toàn quốc đúng không anh? Dạ, yeah, ở đâu à, anh? Ở đâu, nói chung là mình mua thì anh sẽ ship toàn quốc cho mình. Yeah. Đấy. Ồ, oh, cái này. Cái này là tùy từng con đực mà nó cho ra cặp nhung khác nhau đúng không anh? Dạ, đấy. Anh kia lại bên kia chụp ảnh mà chụp. Đấy, đứng đại chứ. Đừng nói lên cái chồng. Đây là cái món nhung hưu cắt lát rồi anh. Dạ, nhung hưu thái lát. Nhung hưu thái lát. Giờ mình bỏ vào mình nhúng trực tiếp luôn đúng không? Dạ, mình bỏ vào rượu mình dâm mình uống luôn. À. Đấy, mình có thể nhúng vào đây. À. Nhúng vào à? Nhúng vào. Cái này giống dạng nhúng mẻ hả? Dạ, cái này là mình có thể nhúng vào trực tiếp này. À. Đấy, vào cái này là nhúng tái chanh. Tái chanh. Đấy, thịt hưu này nhúng tái chanh. Thịt hưu sao? Dạ, mình nhúng này hưu nhúng hưu này ăn cũng được. Ừ. Mình bỏ vào rượu dâm uống cũng được. À. Đấy. Ăn luôn dạ. Đây, đây là cái rượu đấy, rượu cao hưu này và rượu huyết hưu mình cắt xong mình cũng tiếp với nhá. Hai loại rượu, rượu cao và rượu huyết. Dạ, rượu cao và rượu huyết tươi mình cắt nhúng xong thì mình lấy cái rượu huyết này mình uống luôn nha các anh. Còn cái món này là món thịt là tươi đúng không anh? Dạ, món này là món thịt tươi mình ướp vào mình nhúng mẹ nhúng tại chanh đấy. Rồi cái này là thịt hưu mình xào lên. À, xào lá lốt đấy. Ừ, xào lá lốt. Và món này món gì anh? Món này thì món mít đấy, ở ngoài này gọi là nhục gọi, mít. Gọi mít. Dạ, nhục mít đấy. Ừ. Ở ngoài hướng Nghệ An, Hà Tĩnh mới có nhục mít. Dạ. Còn cái này cả thì cả trăm cỏ ở dưới hồ mình thôi. À, thì hôm nay là do điều kiện mình có thể gặp nhau nó hơi cập rơ một bất tí. Ngờ. Và bất ngờ quá, cho nên là em cũng không chuẩn bị được nhiều. Dạ. Đấy, thì, vậy là quá hạnh phúc rồi anh ạ. Dạ, thì gặp nhau đây rồi thì cũng có bữa cơm gọi là mời anh Kiến và các anh chị em gia đình mình. Dạ. Mình ngồi lại mình cùng với nhau chén rượu thưởng thức cái đặc biệt là thưởng thức cái nhung hưu này này. Đấy, nhung hưu tươi này. Đấy, mình có thể nhung mình ăn được tiếp một vài nhạt xem nó có giá trị không, tối về nó có ngủ được không. Đấy, rồi cái cao hưu này. Cao xương hưu. Cao hưu là sao em chưa hiểu cả. Dạ, cái này là nấu bằng xương hưu. À. Và cái phần đệ hưu, tức là cái phần nhúng con thừa lại của năm nay. À. Người ta lại nấu thành cao này. À. Đấy, để ra ra. Dạ, đấy. Còn cái này là cái rượu huyết tươi thì không nói rồi. Ừ, đó thì mình biết rồi. Dạ, đấy. Thôi, mời cả nhà ha. Dạ, mời cả nhà mình cũng thưởng thức nhá. Đây quý vị, hôm nay thì nhân dịp đến nhà anh Thắng tham quan cái trang trại hưu. Được anh Thắng anh mời những cái món ăn đặc sản của Hương Sơn Hà Tĩnh. Món những cái món ăn về hưu nha quý vị. Đây là rượu huyết hưu. Hôm nay anh cũng nói chia sẻ hết rồi. Đây là rượu cao hưu. Đây là nhung hưu thái lát. Nhung hưu thái lát. Nhung hưu thái lát. Còn đây là hưu nhung giấm, hưu nhung giấm, thịt hưu nhung giấm, đây thịt hưu xào đây anh, xào lá lốt đấy, thịt hưu xào lá lốt, thịt hưu luộc, cái này thịt hưu luôn đấy, dạ, thịt hưu hấp cũng được, đấy, thịt hưu xào gọi là hưu xào, hưu xào, hưu xào hương sơn, dạ, thôi, con mời cả nhà mình nhá, dạ, bà Tiêu đây mời, đây mời các ông, các ông, đây là ba mẹ của anh Thắng này. Còn đây là ông bà của mình. Đấy.
cầm ly nâng ly để cho nó nâng ly cái cho nó sung tụ ha. Đúng rồi. Mấy khi được về quê ngoại thưởng thức đặc sản quê ngoại. Đây em có làm một quại không? Chị Vân có làm quại không? Làm chồng nấu mấy người găm đan ba. Có tối tối không anh? Không đâu, được không? Tinh cơ được bấm như này. Rồi. Có chứ đâu nào? Đặc sản đó đấy. Rồi cả gia đình mình nha. Anh thấy em chưa? Đây. Tại uống thà lừa dùng. Mình hai cái này hai cái lem mình đứng bên nhà nè. Dạ. Bên nhà nè. Quay đó hả? Nhiều không? Quay trực tiếp hả? Này, nhìn ba mẹ đây này. Ba mẹ đang được thưởng thức hưu. Mấy cái nhà thì bà chẳng xuống rồi. Lấy nam đây hả? Ừ, ba ngoài. Dạ. Thôi anh Thắng, không giờ mình nâng ly cái này, nâng ly chúc sức khỏe ông bà này. Rồi đắm một cái bài đến Facebook của mẹ chúng tôi. Nào mình nâng ly. Dạ. Nâng ly nào. Rồi con mời các bạn nha. Rồi con mời chúc sức khỏe các ông các bà nhá. 1, 2, 3, vô. Mời vợ chồng anh Kiến nhá. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Thì ông đọc thơ lên nhá. Dạ, ông đọc thơ đi, ông đọc thơ đi, ông đọc bài thơ đi. Để ông đọc bài thơ ông ra đây lại thêm một bàn kể. Rồi, giờ chúng ta sẽ nghe ông đọc một bài thơ nữa. Bài thơ của mẹ chúng tôi. Thơ của ông Hậu là quá là đỉnh luôn. Nguyên một tập luôn. Đây, đây, bài thơ đây nhá. Dạ. Đáp được phải bài thơ là chính tuổi già. Trời chó tuổi gần 70, gặp được bạn học một thời cấp 3. Đúng không? Chuyển nhà, chuyển cửa tuôn ra, cháu con quấn quýt ông bà nói hay. Ngưỡng đầu tóc đắng xõa bay, đồng liễu đồng tuế đắng phơi tuyệt vời. Đi đâu cũng mà. Có ảnh rồi đúng không? Trời chó tuổi cần 70, gặp được bạn cũ một thời cấp 3. Chuyển nhà, chuyển cửa tuôn ra, cháu con quấn quýt ông bà nói vui. Nói hay ngưỡng đầu tóc đắng xõa bay, đồng liêu đồng tế đồng tuế đắng phơi tuyệt vời. Tuyệt vời là ngang nổi đúng không? Ơi đồng liêu rồi rồi tuyệt vời là con đang mời cả nhà là có thể các bạn lấy trong đầu dùng món đi. Rồi bây giờ tao đi tổ chức được chưa? Ở đây ai chủ đấy, để ai chủ mời đi. Đây ông là khách đây, Thắng mời hết ông 30. Dạ, ai mời cũng được. Rồi có vậy rồi đây. Đánh đại diện đi. Rồi Thắng với đại diện. Đi mẹ đại diện cũng được. Rồi. Đi này. Vừa lắng mấy khí là thứ nhất nữa là gặp bạn cùng của bác. Vợ chồng là lễ nhớ đó là điều quý, với lại gặp được cả cháu. Gặp đôi vợ chồng của cả cháu đến chơi nhà ba là ba. Rất phấn khởi. Nói về tình cảm là ba phấn khởi là vì ba tình cờ đấy. Đúng là thật là ba vẫn vui sướng khi ba bị đánh đi, mà tất cả dồn về tình cảm ba là ba mất hết. Mất hết bệnh u ám của ba đi. Ba cảm ơn cả con với cảm ơn vợ chồng, vừa là kết được bàn với hầu đấy. Rồi. Là vừa bàn cùng cấp ba của ba. Ồ đây bàn cùng cấp ba luôn. vì mà thông quá nói là gác đường là mình biết đâu, mà mình nhìn ngoài giặt cái xe máy mà lấy bo ke ra nó mình lại thăng đi, mình nói thăng đi, mình nói thăng đi là có học cấp ba đâu, mình vẫn nói chưa nè. Nhưng mà thời gian ta cũng sống cảm nhận cả anh đặc biệt là ba hộp sống rồi là cũng vui lập với chơi của cà phê ăn sáng các cháu trong Nam về. Đây các cháu là các cháu đường thúc bá, ông nghe nó gọi tôi bằng ông. Ông nội nó với tôi là anh em con chú bà. Thì vô tình cờ là nó nhu cầu về vấn đề là nhung hương vì sao nó bị Covid. Đấy, quá đó tôi mới tìm hiểu là đường nói là có đứa bạn là có cái thằng này nó uống cà phê hồi sáng nên nó có nãi nữa đây như thế nào biết ạ. Không ngờ đến đây lại gặp là bạn học cấp ba với nhau này, lại gặp được anh về qua tiếp xúc thì biết tình cảm bạn bè. Cái thứ hai nữa là rất phục sự anh và mẹ Dung nuôi 8 đứa con trưởng thành
tuyệt vời, tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Trong lúc đó cảnh đều như thế này, trong lúc đó mẹ Dũng là nó còn bệnh hiểm nghèo mà vượt qua bệnh hiểm nghèo để con cháu đề và chúng ta có cuộc hồi ngộ thế này. Thế là sau đó lại được có là Thắng là con trai cùng với gia đình có một bữa tiệc tiếp đón thế này, thay mặt đoàn, thay mặt vợ chồng và các cháu là hết sức cảm ơn sự trìu mến mến khách của vợ chồng, đặc biệt là mẹ Dung học của bạn. Thế là như thế này thì không có gì hơn, chỉ có một lời cảm ơn nhiều. Chúc vợ chồng khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và chúc cho mẹ Dung là vượt qua bình tật. Ta cộng thế được rồi. Nhớ đam vào đây. Nhớ đam vào đây. Chúng ta chúc được tiền thôi. Rồi. Tụi con cũng chúc sức khỏe ông bà để làm sao vượt qua. Hôm nay đúng là quá là vui vẻ luôn. Rất là vui luôn. Mẹ Dung, anh Thu. Xin cảm ơn anh Thu. Được anh Thu, cảm ơn anh Thu. Đã tuổi nay thì cũng không hẹp. Tôi đi ngoài hẹp rất sợ công an hẹp nữa. Bọn đây hẹp rất sợ công an hẹp nữa. Cảm ơn nó nha. Cảm ơn chị làm rất nhanh, món rất là nhanh. Mẹ Dung, cầu phi của bạn. Bây giờ là thế này, có chai rượu mình đưa đến đấy. Gọi là chó là áo mà cái này là anh đang nhúng nhung hưu này. Dạ. Nhúng hưu Thái Lát mình nhúng vào. Cái này thì mình nhúng vừa chín là tới là được. Đấy, mình ăn vừa chín tới là được. Dạ. Tái. Đấy. Đấy có hai nhân tối này. Cái này là vừa. Cái này là tươi tuyệt đối luôn và đầy đủ chất luôn mà không bị mất chất dinh dưỡng nhá. Đấy. Mọi người thấy đấy. Đấy. Và thật thịt luôn. Rồi, anh ơi đưa cho ông bà trước đi. Dạ. Đây. 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 Bạn nghe. Đây. Con nhúng máu đây à? Đấy. Cái nhúng máu à? Dạ, cái nhúng con này mình nhúng. Là đấy. Đấy là nhúng à? Dạ, nhúng đấy, nhúng đấy. Ăn nhúng à? Dạ. Mình cứ. Ôi, cái cảnh này phải quay cái cảnh nhúng hư bên đây. Đây, đây, đang quay đây. Đây, đây. Dạ, mọi người đi. Quỷ khách quỷ cái đó. Dạ, đây. Dạ. Đồ không là đau thải mất á. Tôi dạ. Không, sợ là không hấp thụ đau thải mất. Dạ, không sao, cứ... Sợ là... Đấy. Lần đầu tiên mình ăn nhung hưu mà nhúng như này á. Dạ, nhung hưu, nhung lẩu. Hưu, nhung lẩu. Nhung lẩu. Dạ. Cái chó sôi ra thằng này. Dạ. Nó sôi sôi chứ. Thì em nói là sơn đau thải mất đi. Không thẩm thấu con người được. Dạ. Dạ. Nói chung lần đầu cũng ăn cái nhung hưu mà nhúng cái này à. Chụp cho ông bà cái ảnh nhúng này nè. Dạ. Mấy cái nhúng đậm nhiều. Chín rồi đúng không anh? Dạ chín rồi đây. Cái này có hơi tái cũng được không sao. À, hơi tái đúng không? Rồi đây em thử đây. Đây mình sẽ thử cái nhung hưu mà nó đây. Ừ, anh nhai luôn xem thử có vị thế nào. Dạ, dạ, dạ. Cái này có cần chấm gì không anh? Dạ không. Đây, kính mời quý vị nha. Vị nó ngọt. Đấy. Nó không có vị ấy. Như kiểu mà là mình nhai cái xương mà... Dạ, xương xùm rồi. Xương á. Dạ. Nó ngọt quý vị. Nó ngọt, nó thơm. Cái này mình nhai mình nuốt cả cái bạn. Nhai này là một trăm tự làm hay là nuốt đấy. Cái này là mình ăn. Lím một tiếng à? Lím với này chị em. Nhung hưu. Ăn nó rất là ngọt nha. Ăn nó ngọt và nó thơm lắm. Tưng đi. Vậy là cũng phải là chứ mấy. Cái hà này là bá. Rạ. Cái này ăn sợ là khí. Nếu mà sợ khí thì lại không phải là mình gọi là thưởng thức. Mình gọi là thưởng thức, mình lâu lâu mình phải xả cho em. Em có đi chả cơ chất đề kháng. Sau dịch Covid chứ. Rất là ngon. Cho anh thử cái này coi. Dạ. Món này là món nhung hưu, nhung thịt tươi. Thịt tươi. Thịt tươi. Anh đi chở đi chơi. Chúng nhà tôi cho biết thôi. Vừa một cái đánh gì á, lên chợ vợ chồng thường nhiều nha. Cái này là rau, bên dưới là rau cần. Dạ, cần tây đây. Đây. Cần tây là thịt hươu nhúng tái chanh. Đấy. Cái này có thể làm tái chanh cũng được, làm lẩu cũng được. Dạ. Đấy. Cái này nhúng vừa tới là mình vừa ấy luôn. Vừa tới là ăn là ngọt. Vừa tới là ăn là rất ngọt. Tái không kiểu tái không? Dạ, cho xôi. Dạ. Rồi cái rượu ra đi. Đây không? Đây không? Đây không? Đây không? Chuyển qua cái rượu cao này luôn. Thôi hết cái này đi. Hết cái này đi mình qua cái cao. Cái này thường qua một đường. Mình thường rất mùi gãi mùi tí thôi. Đúng rồi, một cái hơn đi. Đây. Rồi. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Rồi.
cái rượu đấy rượu. Rồi mời quý vị nhá. Cái đây là nhà thôi. Dạ. Nên là bỏ ít rượu. Thằng cháu mình cái lò đó là sao? Dạ. Đây nó nhạt nhạt ra nhưng mà thơm. Đúng luôn á. Cắt lát đó. Nhung cắt lát chứ. Đây nhung sưng hứa cắt lát đó để mua. Nhung cắt lát mà làm lẩu một hũ này quý vị, ăn lẩu này. Ăn lẩu. Đấy. Cái này là gọi là một lát đấy nữa. Đấy. Hai hũ luôn. Đây. Hũ nhung hươu cắt lát. Hồi lần đầu tiên thấy nhung cắt lát ăn lẩu. Chứ biết rồi, cái này. Một bây giờ nhung đó. À để con bỏ. Đúng lần đầu tiên thấy nhung cắt lát ăn lẩu. Dạ. Lần đầu tiên đấy. Ở đấy thì giá của nhung hươu đó giờ là khoảng 1.2 tương lượng một lát. Tư một lát nó tương lượng sau đây. Ở bên Huyền đấy. Tư giờ đây là một lát. Tư công an huyện trưởng phó đến chủ tịch Huyền đến phó. Đi con ở phía giờ thì bình thường. Bây giờ xem anh nhúng ra tập 2 này. Công an đi là thơ ông Trương à, có tập 2 chứ? Dạ chưa, giờ là có Bắc Long và Bắc Trương là phụ phó. Dạ thơ ông Trương không có chức quan gì? Dạ chưa, có mà có là bởi thơ. À, rồi cái lực hôm nay nè. Có những tương lực nhỏ tuổi về. Thơ ông Trương á. Dạ cho chị. Nơi làm việc là thơ ông Trương. Tuyệt vời không? Đấy, lần đầu tiên mới ăn. Về Hương Sơn mà đặc biệt là về Sơn Giang. Mà có lẽ cũng về nhà thằng người có nha. Đúng rồi. Đây là chín rồi đây thằng không? Ừ, thằng mấy ông bà. Cho nó chín thì cho ông bà ăn cho nó sức. Cái này vào nhà hàng làm gì có. Không có được. Không có nhà hàng nào có món này đâu quý vị. Món này là độc lạ đấy. Chỉ có ngày xưa vua chúa là có hôm nay được thưởng thức thôi. Cái này là phải độc lạ Việt Nam bà thầy. Đúng rồi, độc lạ Việt Nam đấy. Cái này cũng không nên chín bà. Cái này anh Nhung ăn tại cũng được. Rồi. Rồi đưa cho con. Đưa trẻ đây. Đấy. Ông mời đi ông. Ông mời đi. Đây đây rồi, rượu cao đâu uống. Rồi bây giờ mình thử cái rượu cao này này. Chuyển qua rượu cao hương. Đây, cao chuẩn xin ăn vào phần ăn này. Cao này là cao chuẩn này. Dạ. Nó đục nước gạo nhé. Đây em thử cái ly rượu cao nhé. Xem mình uống hay là rượu nó có đánh nhau không anh? Dạ không. Rồi tới đây luôn. Uống rượu này uống tới đây. Cái này ta ba hơi thật nhá. Ba hơi thật cái thằng yeah. Hải đang Thanh Hóa này, ghế này ngoài đang rải Thanh Hóa lắm rau mà lắm ấy. Dạ, nhà con là ăn rau má nhiều lắm. Ăn rau má phá đằng tàu. Này, khi nào mà có rau má, khi nào mà chẳng có những ba đấy nhanh nhiều lắm. Múc gạo nó phải nhớ này. Dạ, được. Cáo mà đúc được gạo này này, không có bọt phía trên này, là cáo chuẩn này. Còn cái cáo mà lại mà bọt nổi đục đầu khu á, loại đó là cáo đều, không phải mờ luôn. Ăn được cái dưới này đen ấy, là chả có phải là cao luôn. Đó là loài đó chỉ là 20-30 nghìn thôi. Nó nổi bằng bột ra. Bây giờ Kinh sẽ thử cái món thịt dê mà luộc này. Dê hấp này. Thịt heo hấp chứ quên. Thịt heo hấp mình làm bằng thịt dê. Rồi. Hôm nay giờ về vừa đón cháu là vừa. Mời quý vị nha. Dê. Chả đều cao. Dạ, em chỉ đúng rồi. Cái da nó giòn nhá. Kiến chiêu này sáng để cắn như này nó sẽ. Đây là rượu cao ha. Dạ. Đây là rượu cao xương hươu để hương nhá. Hôm nay là được mình nhà mình uống đầy rượu cao này để là tăng cường canxi, bồi bổ xương khớp nhá. Và các ông các bà là uống vào là để chắc xương. Có mời ông bà này. Ông bà này. Còn đây là màu như nước gạo là cũng là tốt. Cái này là cáo chuẩn nhá. Cáo chuẩn thì nó phải có màu đục nước gạo thế này. Và đằng trên phía trên này nó không có bọt nhá. Phía dưới thì nó có thể có một tí mùn xương. Nếu như mình nấu bằng thử công này. Đấy. Còn nếu như mà cáo đều ấy thì phía từ dưới này là màu đen. Mà phía trên này có một lớp bọt nổi lên thì người ta gọi là cáo không phải là cáo xương. Và không phải là cáo đế. Đấy. Cáo hơn là nó phải có màu đục nước gạo thế này. Mọi người lưu ý nhá. Rồi, mời các bà nhá. Mời cả nhà. Rồi mình uống hết ly này, mình ăn cơm, ăn. Rồi. Rồi, một người đã.
con nghe mẹ. Rồi, mẹ nha. Mẹ thì cái mẹ đang đi bay như này nên có được ai lái gì đâu. Eo ơi, con trai hả? Rồi quý vị ơi, hôm nay thì video đến đây cũng rất là dài rồi. Cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi video của Kiên trong ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh Thắng đã đến gọi là đón tiếp rất là nhiệt tình quý vị và được thưởng thức cái món là nhung hưu thái lát nhúng với lại lẩu. Đấy, lần đầu tiên được làm gì rồi. Cả nhà xin cả nhà Kiên đại diện xin chào cả quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Quý vị muốn thưởng thức nhung hưu hay là tất cả những sản phẩm hưu thì có thể là để lại comment phía bên dưới để có gì thì anh Thắng sẽ tư vấn nhé. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.